Chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Territory nhé. Dòng xe thuộc phân khúc crossover, gầm cao 5 chỗ, đa dụng, cực kỳ ăn khách của nhà Ford. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 20 tháng 1 của năm 2024, chính thức bên em xả kho anh em nhé. Xả kho lốp những cái VIN sản xuất năm 2023 để chúng em bán cái VIN sản xuất năm 2024 anh em ạ. Với 3 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Titanium X, phiên bản Titanium và phiên bản Gen. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Territory X đi. Bản này đang có mức giá là 954 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 985 triệu. Trả góp thì đang là 268 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 971 triệu, trả góp thì đang là 249 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 953 triệu, trả góp thì đang là 230 triệu. Đó, tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói nhé thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ. Hiện tại thì bên em cũng còn rất là ít xe để cho anh em có thể lấy luôn cái phiên bản 2023 này. Và anh em cảm thấy phù hợp thì anh em gọi điện cho em để em hỗ trợ, cũng như là gửi cái chính sách giá bán chi tiết để anh em cân đối vào cọc thôi anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Ford Territory Titanium. Bản này thì đang có mức giá là 909 triệu. Cái mức ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng xả kho lốt với những cái xe còn tồn đọng lại ở công ty, cũng như là thời điểm này thực sự là bên em đang có cái chính sách cực kỳ là tốt để xả kho anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 950 triệu, trả góp thì đang là 252 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 932 triệu, trả góp thì đang là 234 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 914 triệu, trả góp thì đang là 216 triệu. Đó, với cái mức ưu đãi như thế này thì anh em cân nhắc quyết đoán cọc sớm để có xe giá tốt giao luôn anh em nhé. Đó, còn cái bản cuối cùng đó là cái bản Territory Gen. Hiện tại cái phiên bản này là hết VIN sản xuất năm 2023 anh em nhé, chỉ còn VIN sản xuất năm 2024 thôi. Còn chi tiết về giá bán của VIN 2024 thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em gửi cái bảng tin nhắn bánh cạnh tranh tốt nhất để cho anh em quyết đoán vào cọc anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.